Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh, quyển 4, phẩm 3, thọ ký phần 2. Bấy giờ Đức Thế Tôn là bảo Đại Bồ Tát Hỷ Vương: Này Hỷ Vương, nếu là có Bồ Tát nương vào ngã chúng sinh trong quá số kiếp nhiều như các sông Hằng, mà bố thí hộ trì giới, niệm nhẫn, phát khởi tinh tấn và thiền định tu trí tuệ, đó là có Bồ Tát tinh hiệu các pháp là vô ngã, thì vị này hơn vị kia về phước đức tụ và mau chóng chứng vô thượng chánh giác. Vì sao? Này Hỷ Vương, tuổi xưa, đời quá khứ, chẳng thể tính được kiếp, đã không thể tính toán, chẳng thể lường, vô lượng, chẳng thể nghĩ Kala, Tamaya đó, có Đức Như Lai ra đời hiệu là Bảo Quang Uy Luân Vương, ứng chế biến tri, minh hạnh, cụ túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Hữu Bảo, kiếp tên là Ứng Vãng. Này, lại này Hỷ Vương, trong Kala và Tamaya đó, Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai có thế giới hữu bảo giàu có sung túc rất là vui sướng, chân chúng đông đúc, đất đai bằng phẳng như bàn tay, không có sần sỏi vàng bạc thừa thải, đất mịn như sợ vào áo cơ chân lâu nê la ca, tám con đường nối liền trang hoàng thuần dạ lưu ly màu xanh, và có hoa sen bằng vàng diêm phù na đa tự nhiên sinh ra trong phần lớn đất đai, hoa lớn như bánh xe, hương sắc đẹp đẽ thơm lừng. Thế giới đó rộng rãi có đến 64.000 ức châu, trong mỗi một thế một bốn châu có 64.000 ức thành. Những thành lớn đó đều rộng 32 dũ xà na, đều có tường vách bằng bảy bó và có nhiều trăm ngàn ức chúng sinh ở. Mỗi một thành lớn có 12.000 thôn, thành, phường, ấp vây quanh. Những thành lớn đó đều có 500 ngôi vườn để sử dụng với đủ loại cây báu đầy hoa trái hương thơm vây quanh trang nghiêm. Trong mỗi khu vườn đều có 32 ao hoa. Trong ao ấy đầy tràn nước tám công đức, cát vàng trải khắp, lan can báu vây quanh xen lẫn những dạ lưu ly xanh, và có hoa báu ưu ba la, ba đầu ma, cứu mâu đà, bôn trà lợi sinh ra trong vườn ấy. Nhân loại như chim, ngỗng, nhạn, giao thanh, khổng tước, uyên ương, ca la tần già, mạn mạn ở trong những hoa ưu ba la, ba đầu ma, cứu thâu đà, bôn trà lợi đó đều có tiếng hót. Này Hỷ Vương, nơi kiếp số Kala Tamaya đó, Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai có khu vườn tên là Ái Kiến, là nơi Đức Thế Tôn cư ngụ. Đức của Đức Vua cai trị xứ ấy tên là Hữu Nguyệt, cùng lương tựa, ở chung với 72 ức Thanh Văn và 80 ức 4 ức Bồ Tát đều chẳng thoái chuyển. Này Hỷ Vương, nước Nguyệt Vương cai trị có 72 ức chúng sinh ở, trong các nơi đều có 8 đường thông nhau. Lại nữa này Hỷ Vương, nước Nguyệt Vương cai trị rộng 64 dũ xà na, với 7 lớp tường vách, lan can bằng bảy báu, đủ các trụ cửa báu và cây đa la thẳng hàng, đều mắc lưới gắn chuông nhỏ. Lại nữa này Hỷ Vương, vào thời điểm Kala Tamaya kiếp số đó, nước đó có Nguyệt Vương cai trị, có vô tên là Bảo Nguyệt làm chuyển luân tự tại, ở trong 4.000 châu dùng pháp làm vương pháp. Lại nữa này Hỷ Vương, vua Bảo Nguyệt đó với vua Hữu Nguyệt kia chỗ cai trị đều tạo lập cung điện nhà cửa bằng bảy báu, đều rộng 4 dũ xà na với 7 lớp tường ngăn, để đến giăng lưới gắn chuông bằng bảy báu vây quanh và lưới bằng ngọc ma đi che bên trên. Trong cung điện nhà cửa đó bốn phương có bốn ngôi vườn lớn, một tên là Tạp Họa Xa, hai tên là Thường Khai Hoa, ba tên là Hy Kiến, bốn tên là Chánh Hạnh Đạt. Trong những vườn lớn đó có đủ loại cây sinh ra, đó là cây báu, cây cho hoa, cây cho mùi thơm, cây cho quả, cây anh lạc, cây cho vải, cây âm nhạc, cây phú sa, cây nguyệt thượng, cây nhật thượng viêm. Trong các vườn lớn đó đều có bốn ao hoa lớn đầy ắp nước chiên đàn na với lan can báu giáp vòng. Đáy ao trải các vàng diêm phù na đa, các hoa báu ô ba la, ba đầu ma, cứa mâu đà, bôn trà lợi trên bên trên ao ấy. Chim uyên ương hót vang. Lại nữa này Hỷ Vương, vua Bảo Nguyệt đó có 42.000 thệ nữ đứng vào hàng các đồng nữ cõi trời. Trong số đó có một tiên nữ lớn nhất tên là Hữu Phước, nhan sắc người ấy sáng đẹp hơn hẳn các trời. Lại nữa này Hỷ Vương, vua Bảo Nguyệt đó có 12.000 người con hình sắc thù thắng phi diệu, người nhìn thấy đều tinh yêu, sắc tướng tối thượng, thanh tịnh viên mãn,
có hai người, có 28 tướng đại trượng phu trang nghiêm khắp thân. Này Hỷ Vương, vua bảo Nguyệt ra khỏi cung, đến trong vườn ý hỷ kiến vui vẻ dạo chơi. Từ nơi thiên nữ bậc nhất tên là Hữu Phước, bỗng có một đứa trẻ hóa sinh trong tư thế kiết già, hình sắc thù thắng phía diệu. Người nhìn thấy đều tin yêu, có đầy đủ 28 tướng đại trượng phu. Đứa trẻ đó lúc sinh ra liền nói như vậy: các hành vô thường, vô trụ, không có dừng yên, điên đảo nên hướng về pháp. Đứa trẻ đó lại nói kệ này: các hành vô thường, không dừng yên, không trụ, không bền nên hướng pháp. Phàm niệm nhỏ đây là thường an, vì dục không, vì dục buông lung không chánh niệm. Người và chư thiên theo hữu dục đều là vô thường tận pháp thể, với dục chưa từng có chán đủ, không chắc khổ dục là gốc khổ. Có Thế Tôn hiệu là Bảo Quang, Phật nói pháp vô cấu vô vi, các căn luôn ở trong tịch tỉnh, và thánh lạc bồ đề vô lậu. Nay nghe con trình lời này, Như Lai ra đời khó gặp được, đến cùng đi đến bên Thế Tôn, trời hơn cả trời hạnh sáng rõ. Này Hỷ Vương, bây giờ vua Bảo Nguyệt hướng về đồng tử nó kia nói kệ: ông là trời rồng dạ so thần, đồng tử vì ta nói nghĩa ấy. Ông mới sinh nói lời như vậy, với Phật Pháp nói lời khen ngợi. Ông chết ở đâu đến nơi này, ông tên là gì nói với ta. Ánh sáng soi khắp trong vườn này, và đức thù thắng chiếu soi khắp. Đồng tử đáp lại: có đấng trượng phu ở phương Đông, tên Đạo Sư Tu Mê Lưu Tụ. Tôi chết ở đó đến nơi này, vì muốn thấy Pháp Vương Bảo Quang. Như vậy Pháp Thượng là tên tôi, tôi nay phát nguyện tu trí Phật. Ngài nếu muốn nghe đấng tối tôn, nên cùng đi đến bên thiền thệ. Này Hỷ Vương, bây giờ vua Bảo Nguyệt cùng với đồng tử Pháp Thượng và các thệ nữ, các vương tử và rất nhiều người đều đi đến vườn ái kiến, chỗ của Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai ứng trên biến tri. Đến rồi, nhà vua đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhìn quanh bên phải ba vòng, rồi lui về đứng một bên. Mọi người đi theo vua cùng đảnh lễ nơi dưới chân Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương, rồi lui về đứng một bên. Đồng tử Pháp Thượng làm lễ dưới chân Đức Thế Tôn đó, rồi quỳ ở dưới chân mà nói lời như vậy: bạch Thế Tôn, Đức Như Lai Tu Mê Lưu Tụ gửi lời hỏi thăm Đức Thế Tôn có được ít bệnh ít phiền não, để đứng nhẹ nhàng, sức lực vận động như thư thái chăng. Đồng tử nói rồi đứng trước Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai và hướng về Đức Thế Tôn mạch đó mà nói kệ: đấng vô thượng tư nghị ứng cúng, tối thắng diện nói hạnh vô tránh, độ tất chúng sinh nhiều không lường. Ngài ngự tại tòa nay con lễ, làm giáo chủ 3.000 cõi này, Thế Tôn dùng pháp bảo bố thí, vì người giả nói kho bảo pháp báu, phá vua Ma La quân La Sát, trong chúng như trăng soi khắp cùng, nói đạo đi qua bờ giải thoát, giảng dạy năm lực và năm căn, ngũ nhãn thiện thệ con nương tựa, bật xa lìa hết các não phiền, vô chuyển luân ở trong cõi này, trừ bỏ ba cấu giống như mắt, mắt tình lìa cấu bận thế gian, ma hồ lá già người chúng sinh, không ai chẳng hướng về thượng nhân, tôi thắng không cao cũng không thấp, còn nay kính lễ các thế nhân. Đọc lại, còn nay kính lễ các thế thân. Được cùng chẳng được hạnh bình đẳng, cái tướng hoa nở, tướng trăng rằm, như hoa sen chẳng nhiễm thế pháp, thế thân khiến cành ái tan rã, khéo điều phục tâm rất hoàn hảo, bình đẳng thế giới lòng không sân, chúng sinh khó phục đã điều phục, thiện thể điều tâm trăng sáng ngời, ngôn ngữ chịu chè ý khéo thuận, khi nói chấn động 3.000 cõi, rồi rồng tu la và loài người, họ nghĩ đây là do con nói. Đây là không, không tánh chúng sinh, không có tướng, nguyện cũng xa lìa. Phật nói trong này không nơi đi, cũng không có đến, không cũng không chết. Pháp giới chẳng động, không trú xứ, đời trước đời sau chẳng đắm tham, ở trong khoảng ấy như hư không, Phật nói pháp này không nhớ nghĩ. Thế Tôn thường nói đến thực tế, trong các đời này chuyện mê loạn, như mù đầy phiền não sân hận, họ khởi ý niệm ngã và nhân. Pháp này tựa như mây cùng huyễn, điều mắt thấy chẳng động rộng không, nó có được nhận thắng diệu này. Người đó luôn theo lời Thầy dạy, như vẻ đủ loại vào hư không, không chỗ không có một chỗ dừng, như vậy tự nhiên biết chỗ trụ,
nơi kia không có một chỗ dừng. Khi nghe các tiếng không có thật, cũng chẳng thể thấy không trú xứ, hoặc nghe hoặc nói cũng lại vậy, bản tánh chúng chẳng động rỗng không, pháp thắng giả thể tướng cũng không, sao thấy sự thử thể hiện như huyễn. Nếu thấy thể như không phân biệt, sao thấy thiện thể cũng như vậy, cõi chẳng cõi đều cùng bình đẳng, công đức của chư Phật bình đẳng, các pháp bình đẳng, pháp tịch tịnh, các chúng sinh bằng không chúng sinh. Bất tận bất hết ở trong tận, bất tận bất hết không trong tận, tận ấy chẳng tận, tận chẳng tận. Như vậy luôn thuận theo nhẫn này, phân biệt khởi phân biệt, các pháp cũng không chỗ khởi lên, nếu đã khởi thì thường chẳng khởi. Như vậy luôn thuận theo nhẫn này, thấy thấy thường không thấy được thể, hoặc thấy chẳng như quán như thế, hoặc thấy những pháp này rỗng không. Như vậy luôn thuận theo nhẫn này, chưa từng có thể biết đời trước, thối tháng thực tế do chẳng biết, nếu biết không tế thường không ế không tế, thì tiền tế đó đoạn dứt theo, chẳng nương ở trong biên vô biên, bờ này bờ kia thường chẳng trụ. Nếu trong ba cõi không trú xứ, thì kia trụ ở trong thực tế, nếu kia trụ ở trong thực tế, thì trong ba cõi không trú xứ, nếu trong ba cõi không trú xứ, thì kia thường trụ trong thực tế. Nếu sắc tở như chùm bọt nước, biết thọ cũng như bọt nước nổi, tưởng niệm cũng giống như sóng nắng, nếu biết thì trụ trong thực tế. Các tụ là hữu vi không bền, nếu biết tở như là cây chuối, biết ý cùng huyễn kia tương đồng, thì tụ tan đó đã tiêu diệt. Nếu với từ bi khéo tu hành, không tựa, không nương tựa ở mình và người, tu niệm hành tối thượng thanh tịnh, thì sẽ làm Phật như trời tịnh. Nếu lìa rộng khắp các não phiền, thì kia chưa từng có thủ trước, bỏ các sở hữu không nắm giữ, mới thấy đó được Phật ngợi khen. Nếu thân giống như trăng đáy nước, biết lời nói ra như tiếng vang, biết tâm như ánh chớp trong không, giới kia thù thắng trong ba cõi. Nếu nhận điều xong đến bờ kia, ý đó việc ngoài chẳng tổn hại, biết rõ sáu căn như thôn vắng, nhận đó được tiện thể tán thán. Nếu ở thân nhàn không sợ hãi, đôi lần tu cảnh giới trí sáng, thân tâm tịch tỉnh hạnh ngay thẳng, tấn đó thù thắng trong ba cõi. Nếu người diệt bản tánh phiền não, rộng không phân biệt người tịch trí, nếu tưởng chẳng chuyển trong ba cõi, thì định kia thiện thể ngợi khen. Nếu biết trong này không có nhân, thì với thượng trí kia được liền, nên lìa hí luận mà thật tỉnh, trong ba cõi trí đó thù thắng. Nếu ở trong hữu không mệt mỏi, trong ức kiếp lúc tu khổ hạnh, chưa từng ham thích thường thấp nhỏ, chúng ma la kia đều kinh hồn, con nói tối thắng công đức trên như lấy giọt nước ở trong biển. Phật pháp rộng rãi không giới hạn, chưa từng biết được bờ cõi đó. Này Hỷ Vương, bấy giờ đồng tử Pháp Thượng ở trước Đức Thế Tôn Bảo Quan Uy Luân Vương Như Lai nói bài kệ này, thì khắp tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, trăm ngàn ức âm nhạc đồng thời tấu lên và mua xuống các hương thơm, vòng hoa, hương xoa, hương bột. 8.000 vị Bồ Tát đều sinh ra nhẫn ở trong pháp vô sinh. Như bản nguyện cùng các thệ nữ, các đồng tử với đại chúng đó đều phát tâm vô thượng chánh giác. Này Hỷ Vương, bây giờ đồng tử Pháp Thượng hướng về Đức Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương Như Lai bạch như vậy: Bạch Thế Tôn, những tam địa nào khiến cho Đại Bồ Tát sẽ được thọ trì các pháp, sẽ được hộ trì cõi Phật công đức trang nghiêm, sẽ được đầy đủ chúng thanh văn Bồ Tát, sẽ được của cải vật dụng vô thượng, sẽ được vượt qua các ma la, các phiền não ác, sẽ được đầy đủ đủ đầy chánh niệm, chánh ý, chánh thú, tàm quý, đạt được trí tuệ, sẽ được tu tập theo các điều đã nghe, sẽ được đầy đủ năm phép thần thông thánh trí, sẽ được không chấp trước, ưa nói tổng trì, sẽ được đầy đủ biện tài, sẽ được đủ đầy sáu pháp ba la mật, sẽ được đủ đầy sanh vào gia đình dòng họ có hình sắc đẹp đẽ, sẽ được vừa lòng với tiếng nói và việc làm, sẽ được đủ đầy các công đức, sẽ được giỏi biết vào ra các định giải thoát tam ma địa, sẽ được đủ đầy các trí công đức, chưa được trí rộng lớn mà luôn làm Phật sự và chúng sinh. Đồng tử ở trước Đức Phật ấy nói như vậy xong, Đức Thế Tôn bảo Quan Uy Luân Vương Như Lai hướng về đồng tử Pháp Thượng bảo: Này đồng tử, hãy lắng nghe,
khéo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ngươi diễn nói. Nếu đầy đủ tam a địa thì đại bồ tát sẽ được những điều này và vô lượng vô số chờ thể lượng công đức thù thắng khác nữa, cũng sẽ mau chóng hướng về đạo tràng bồ đề. Này đồng tử, có tam a địa tên là quyết định quan sát chư pháp hạnh. Nếu được tam a địa này rồi, đại bồ tát vượt qua các cảnh giới ma sẽ mau chóng chứng giác đạo vô thượng chánh giác. Đức Như Lai là vị đồng tử kia dùng lời kệ giảng rộng tam a địa này. Như lời nói mà làm rồi chẳng nói dối, thân biện ý trong sạch, có tâm từ ích lợi, với bi chẳng quên mất và chán các tham dục, vì pháp luôn vô cầu, thể trí cũng chẳng bỏ, khéo léo trong ngôn từ, nhập vào trí chúng sinh, chẳng tiếc với nghiệp thân, đồng thân chẳng tham muốn, phải lìa lời tố ác, với lòng chẳng hí luận, cố giúp khổ chúng sinh, giác ngộ kẻ buông lung, người siêng dạy tương ân, kẻ hối khiến ra khỏi, chẳng trụ tưởng chúng sinh, tưởng việc chẳng phân biệt, sẽ lìa khỏi chấp thủ, các tướng cũng sẽ diệt, chẳng động trong thọ nhận, thường phải cầu trí tuệ, sẽ lìa lời thế gian, phải cầu được xuất thế, chánh niệm chẳng quên mất, thuận niệm với các pháp, như vậy sẽ khéo léo, việc làm đầy đủ và thuận hạnh thế gian, nên phải tin nghiệp báo, xa lìa lòng chẳng tin, nên phải tin chư Phật, chớ nên nhớ nghĩ thuận theo, từ nên nói tội lỗi, phước tụ phải tùy hỷ, và thiện cầu chư Phật lại bái, lại hồi hướng, thường hàng phục kiêu mạn, làm việc không nhàm chán, cũng thường siêng năng, xuyên tương ứng, luôn làm chớ bỏ buông. Thành tựu hạnh tu chính, phải biết nhân tạo tác, cho theo danh biện bày, bị trách chớ nổi sân, cho chấp trước ngôn ngữ, chớ nghĩ đây thật chân, chẳng cầu trụ trục giới, chúng tánh sắc vô sắc, nhưng nghiệp đã chịu báo, và đó phải nên tin. Phân chia vật cần dùng, dạy bảo chẳng chê bai, bình đẳng với chúng sinh, một người cũng chẳng hại, siêng lùi đều chẳng sân. Không ghét người chẳng đắc, tâm luôn đầy mong ước, như pháp hộ thệ nguyện, với giới không xa lìa, kiêu mạn phải trừ diệt, chuyển đổi lỗi hận sân, ngu si cũng bấn đức, tham dục chẳng giải khỏi, theo được liền biết đủ, lìa bỏ các thân quen, không lợi chẳng tự ti, được lợi chẳng tự cao, chỉ mừng được pháp lợi, thường làm hạnh bình đẳng, phải lìa khỏi tích trữ, nghe được lời nói ác, nhỏ nhục mà nghe nhận, thường hộ trì ngữ ngôn, phải nói bồ đề thừa, thường khuyên như siêng năng, người tinh cần kề cận, luôn thưa hỏi bậc trí, tăng tu kỹ chánh định, chớ bỏ nơi thanh nhàn, trụ đầu đà ít muốn, nên tin hiểu về không, với việc không đắm trước, chẳng đứng ở xóm làng, chẳng tham dục các cõi, bên trong chẳng chấp ta, chẳng đắm trước cảnh giới, về các ý đạo điên, với tâm luôn gìn giữ, nên phát sinh trí tuệ, thường hành nghiệp chân chánh, tâm ấy chẳng khiếp hèn, nghĩ ruộng phước thanh tịnh, các hành phải bỏ không, bỏ buông. Thí rồi không cầu mong, cũng chẳng nghĩ trì giới, với nhẫn không phân biệt, chẳng phát khởi tinh tấn, cũng chẳng nương trong định, chẳng quên mất các pháp, trí tuệ nên thông đạt. Nên nhập vào các ba la mật, trong công đức mình chưa từng nghĩ, ngay công đức người chẳng giận ghét, hữu vi vô vi tâm bình đẳng, lúc nào cũng vinh vào niết bàn, với hữu vi thường phải xa lìa, giải thoát yên ổn luôn luôn biết, trong xóm tự như kẻ sát nhân, với chỗ niết bàn thường ưa thích, luôn luôn trụ ở trong hòa nhẫn, mặt vui không làm vẻ nhăn gió, gặp người khác trước phải hỏi han, với bậc tôn túc luôn kính trọng, và tâm trí tuệ khéo nối liền, với người khác chưa từng trách phạt, nếu có đấu tranh khiến lặng yên, với chỗ tịch tỉnh thường khen ngợi, thường dạy chúng sinh luôn hòa hợp, yêu ghét trong lòng thường bình đẳng, thường phải đến cầu đến tổng trì môn, như mẹ yêu thương các chúng sinh, như cha yêu thương các thánh nhân, yêu thương tôn trọng như thân cận, yêu Bồ Tát như Phật Thế Tôn, yêu pháp cũng như yêu tự thân, và yêu điều và cầu điều nghe không nhàm chán, đã nghe pháp xong tu chân chánh, với Như Lai cũng thường cúng dường, nên tin hiểu đối pháp thù thắng, không tâm khiếp nhược không ý nhát, với Tam Bảo luôn phải cúng dường, thường phải chịu nhịn chịu lời bất chánh, thường chẳng luyến tiếc với tự thân, cũng lại chẳng tham tiếc tuổi thọ, sống đời thanh tịnh thường khắc thực, chẳng bỏ đầu đà theo thứ lớp, chưa từng lìa chỗ ở thanh vắng,
xa xa nữa phải bỏ đồ chúng, chớ ở chung với tài gia, với người xuất gia chớ quấy nhiễu, chớ yêu dối trá nói lời lành, giáo hóa nhiều người vào Phật trí, khi nói pháp lòng không khiếp hèn, phương tiện khéo quan sát người khác, trong tâm luôn luôn nghĩ đến Phật và thường nghĩ pháp chẳng buông lung. Con ở chỗ tăng luôn tôn trọng và thường cúng dường cho người trí, cũng thường gần trí phương tiện khéo, thường không tranh cãi với người định, với kẻ tinh cần giúp tâm tốt, cũng điểm tu pháp tinh việt phước, giáo hóa chúng sinh khiến làm lành. Người tinh phải yêu lòng ngay thẳng, nếu chạm việc khổ hay khai mở, thường nương đúng thời bỏ phi thời, tôi nên biết sợ và hổ thẹn, trong tội ác đó sinh xấu hổ, các hạnh bất chánh nên xa lìa, gặp người chánh hạnh luôn thân cận. Vì giải thoát nên giữ gìn giới, cũng lại phải cầu đến hạnh thánh, luôn nghĩ tu hành bốn niệm xứ, cũng thường thân cận bốn chánh đoạn và bốn nhớ ý túc sẽ thành, với các căn cũng sẽ phát sinh, nên phải cầu lực cũng như định, với bảy giác phần luôn quan sát. Thường phải tu hành tám phần đạo, Samatha cũng cầu tích chứa, thì bát xá na luôn sinh đế, tâm đã tùy hỷ mà quán sát, trong pháp hoan hỷ lại sinh hỷ, cũng vượt qua vướng mắc các duyên, nghe không trú xứ chẳng kinh sợ, chỗ chẳng thể được cho buông lung, thường phải cầu mong hạnh Bồ Đề, hạnh Phật sẽ làm tinh khen ngợi, nên phải chán bỏ hạnh cảnh giới, cũng phải bỏ những hạnh phước trước làm, nghiệp mình tịnh không nói người khác, luật hạnh chẳng quá luôn tuân giữ, giỏ học cấm giới biệt giải thoát, bỏ phi thời đương thời thực hành, khéo léo suy xét nên đi đến vật tốt biết lường tự cấm dừng, và ở dòng thánh để biết đủ. Cũng lại cầu vào thắng trí thông, trong tam ma địa phải vinh dự, và với định hạnh biết vào trong, nên biết lòng chúng sinh ưa muốn, theo đúng lời nói thầy dẫn đường, còn nên thông đạt thuyết vô ngã. Nếu kẻ siêng năng khiến vui mừng, niệm tu hành như thể tối thắng, tam ma địa này phải niệm luôn, nghe đã tin thanh văn chánh hạnh, đạo duy giác phải học thuận theo, chúng tánh chư Phật phá ma đạo, tam ma địa này phải cầu luôn, phát khởi thắng giác do bố thí, người chẳng thoái chuyển hạnh Thế Tôn, nhiều ức kiếp tu hạnh bậc trí, chánh biển nghe là pháp hành xứ. Trong cảnh giới này tôn trọng pháp, nếu tin hiểu là tài sản thật, thể hiện trụ xứ của Phật này, ở pháp tạng này cầu cho báu, ở trong ruộng này cầu quả đó, lỡ phiền não ở trong vườn vui, ưa trì pháp đây là vườn tự, là người thích thấy tam ma địa, cầu pháp thanh tịnh mẹ này sinh, người muốn được không nên nương tựa, các tướng thắng diệu sẽ buộc lấy, các tướng đẹp đẽ cũng hiện lên, an trụ trong đất nước trang nghiêm là cũng được nghe và giữ gìn, sinh ra đủ loại được giác ngộ, lời thanh tịnh tiếng nói thật chân, cũng vượt qua được cảnh giới ma, bao gồm tất cả mặt giáp đồng, giết hại phiền não luôn điều phục, đã cũng phá tan điều chẳng lành, muốn cho các thiện được hưng thịnh, muốn được cầu nguyện làm trang nghiêm, nhiều chúng mà ma chẳng phá được, đây lúc nói cũng không tận cùng, mong cầu cùng thế gian bình đẳng, luận sư ngoại đạo nói chẳng tật, đây vượt qua cõi pháp thanh văn, bậc độc giác thắng đây là duyên, nhất thiết trí đây gìn giữ, cõi chúng sinh đây cũng an trụ, đây là chân thật giáo hóa người, trong lúc lựa chọn lời bạn lành, bậc căn thanh tịnh là thiên nhãn, và với pháp nhãn muốn cầu tìm, cầu người nói pháp đây thắp đuốc, cầu lời tự nguyện đây thành thật, cầu người tài thế đây là xả, cầu giải thoát chấp đây siêng năng, cầu người vô định đây niềm tin, muốn nghe biện pháp đây chánh hạnh, cầu mê lưu định đây là lực, muốn cầu đạo pháp đời bình đẳng, vì muốn sự trang nghiêm phi diệu, tự tâm điều phục đó là phạm, phương tiện cầu pháp đây tâm hỷ, và bất thoái chuyển đây hành hóa, đây là nẻo đến hành nói năng, thường nghĩ người trí tuệ lợi căn, đây là phương tiện nghiệp bắt đầu, trường phu trâu chúa đó cờ trí. Muốn cầu thù thắng bằng cung tên, cầu vô ngã là na la dạ, nếu hướng trí tuệ đây là đường, cầu giải thoát là giới bình đẳng, đây là chỗ trời lại bái luôn, đây là chỗ rồng thường tung hoa, và cả loài người đều cúng dường, dạ xoa khen ngợi thật hiếm có, hàng trăm la hán cũng đảnh lễ,
Bồ Đề Thắng Thiên cũng khen ngợi: nếu từ nhớ nghĩ như chưa Như Lai, bốn hộ căn đó là thần quách, trụ như pháp là hợp phương tiện, nương tựa định đó được bình đẳng, các nghi ngờ thì khiến tan rã, có mê hoặc thì khiến đoạn trừ, ngã mạn phiền não khiến diệt tan, bốn qua bờ kia khiến vượt qua, bệnh ràng buộc đây là thuốc lành, người có bệnh đây là trị thật, nhổ bật lên tên độc phiền não, muốn hợp lý ta là tạo suy nghĩ. Trong chúng sư tử gồng không sợ, ở chỗ thiện thể còn nghe pháp, và đường này thường là niết bàn, đoạn trừ tất cả các đường ác. Ở chỗ ba cõi đều vượt lên, cầu cõi công đức đây trang nghiêm, vấy định kim cang đây với đó, xin tòa sư tử lần sau cùng, việc cầu phước đức đây chẳng mất, các việc muốn cầu đây bao gồm, thường mệt mỏi thì khiến ngưỡng mong, chưa có tinh tấn đây phát khởi, nương cậy duyên thì khiến yên ổn, việc làm khác biệt che khiến trụ, có thể bình đẳng đây thành tựu, đương Phật kêu buông luôn trừ hết, lấy vật ngang ngược đây buông bỏ, biết hết các thứ trí khắp cùng, cầu trí tuệ thì đây phát sinh, lập hội cầu phước đây chẳng mất, nương ba hữu thì dứt tuệ nguyện, thường không có tướng cầu Bồ Đề, ba đời các pháp không biết rồi mà chẳng xả, trí phương tiện mọi lúc làm vì các thế gian, mong cầu chủng tánh Phật, trí Phật là từ đó, chớ tìm cầu lỗi lầm ở người nói pháp đó, cũng lại chớ khơi đi khi khinh, chưa học chưa thấy biết, người nói pháp chớ sân, phải ở gần tôn trọng, nghe thật phải biết thật, chớ hủy bán bậc trí, thí pháp chớ mong vật, nói pháp chớ lẫn tiếc, nghe pháp và tôn trọng, tâm ý chớ tán loạn, vì nói pháp hết lòng, nếu thấy người ưa muốn, giảng pháp chớ gián loạn, chớ duyên vào việc khác, kham nhận lời hỏi thẳng, hoặc hỏi vì giải thoát, hoặc kẻ có ác tâm, với họ nên nhẫn nhục, hối hận và nghi hoặc, nên đoạn dứt vì họ, nếu thấy chưa được đạo, đem đạo vì tuyên dương, khi tư duy định này, dễ được trí Thế Tôn, các việc làm cúng dường, ở bên người nói pháp, câu tám phần thắng đạo, cho chuyên theo việc khác, nếu tâm ác cạnh tranh, khó phục khiến phục hàng, không nương thần túc đó, nên cầu mong thần túc. Niệm tuệ và hành xứ, vì những người cầu pháp, phát khởi đều nói rằng, nếu muốn hành Bồ Đề, thể hiện ức chư Phật, đều trụ trong cõi đó, nói hóa độ chúng sinh. Nếu người thuyết pháp nói, vị này là rất ngon, nếu kia tu thanh tịnh, cầu thần thông tự tại, mà gồm tiếng sư tử, hành những trí giả đó, người khen hạnh tịch diệt, trừ nóng có mát mẻ, đó là câu bất đọa, nói lợi ích mở trói, hỷ lạc phát ở tâm, lòng ấy cũng vui mừng, người trí, trí tự tại, kia cầu trí khắp cùng, tin vào những pháp đó, trụ Phật trí chẳng thoái, quyết định vì Bồ Đề, thuần huân tập pháp lành, các ác đều bỏ đi, rồi sẽ các pháp ác, pháp lành liền tự đến. Những người học giới kia, nếu muốn cầu phước đức, những người đó được thành, nếu cầu thì tương ưng, những người đó đạt được, tướng đoan nghiêm trong thân, hạnh này Phật thuận biết, thân cận các thánh xong, trí sáng soi trong trí, được trí Phật sáng khắp, trụ đây rồi sẽ thấy. Ức ức bậc đa nghiêm trong này đại lực đó, họ nghi nơi bậc trí đoàn trừ các nghi ấy, các hoạt đều diệt tan, trong này sinh Phật Pháp, bậc thù thắng ngợi khen, để bỏ các đời ác và phiền não nhiễm ô, chẳng mất các phước đức. Với phước nếu cầu mong, thì họ nương kẻ trí, thích Pháp là tột cùng, và vui mừng Pháp nhãn, thân gần người dũng kiện, biện luận Pháp trôi chảy, muốn cầu ngữ ngôn khéo, đã nói kia hộ trì. Nếu có người nói pháp và biết các nhân duyên, ưa gặp người nương cậy trong các pháp ứng hợp, hòa hợp chẳng hòa hợp, thể trí phần phương tiện, nói đến các pháp xong, như vậy hiện các pháp. Trí tư duy chân thật ở trong đoạn lưới khác, phải bỏ các tham đắm phân minh ở trong tan, sẽ được sáng hiện tiền, biết rõ khắp ở trong. Chỗ đó nói vô chấp, biết đủ loại tâm ý, ở đây giảng rộng sâu, hiểu rõ cùng danh, những pháp đại giả nói, chỗ sáu căn quan sát, như thấy làng trống không, với xúc biết bên ngoài, sẽ được thấy trí Phật, nếu lìa ba ngôn ngữ,
thì họ chấp ở trong và diệt ba ái nhiễm, thì họ nói ở trong, nói sẽ bỏ ở trong. Nếu ở chỗ sanh ra với hữu họ đoàn tan, ở trong định này nói dứt hẳn sanh bệnh tật và liệt tên độc chết, các khổ đều vắng lặng theo các dòng phân biệt, các lo khiến vui mừng, ý ác khiến giải tán, thành phương tiện sạch trong. Nếu người hành pháp đó đầy đủ sự xét xem để mong cầu thù tấn tạo sáng trong ác sân, nếu có con mắt mê trong này sấm Phật vang, khi chuyển bánh xe pháp hạnh mạnh đây sân dương, nếu trí thế gian đó trong này trừ tan hết, nếu não phiền ô nhiễm trong này trừ các kiến, nếu nương tựa vào ngã nhận lấy và giữ gìn trong này đều đã nói chẳng lẫn trong trí Phật, như vậy được thù thắng các pháp luôn tăng trưởng. Đây là đạo trí khéo luôn chứa nhóm pháp thiện, xa lìa các nghiệp ác, xuyên tu niệm pháp Phật, giả nói không lẫn tiếc, chẳng đoạn chúng tánh Phật, phải trụ ở trong đó chúng tánh pháp sáng lên, thánh chúng đều hộ trì thu phục các luận sư. Ngoài đạo muốn khởi dạy nói pháp khen lành thay, họ đều sẽ khen ngợi thường tu hạnh Bồ Đề. Ở đó không tâm niệm các chúng sinh như trăng, thường tạo ý bằng hữu các pháp như mặt trời, luôn giữ suy nghĩ đúng, luôn tưởng khởi đến thầy, tư duy trong định ấy, định này giống như vua vì chúng sinh nói rõ, vì người trí dẫn đường, tâm tin kính pháp lành, quả cam lộ chánh mùi, đời trước khiến niệm trụ thọ thai không nhiễm bẩn, nhàm chán pháp ngu si, công đức Phật đại tiên, khi khen không bập bến, khi trì trí tuệ Phật, khi pháp nói thiền thệ và trí khi chép thành, khi nói sẽ được phước, xa lìa các ngoại đạo. Đây là chỗ bất động lời nói ở thế gian, lời nói của chư Phật, công đức Phật quá khứ, ở đời sau cầu mong, hiện tại chư Phật trụ. Đây là các kho báu khiến chúng sinh vào hạnh vì nói thừa thanh văn với trí chẳng quên mất. Đây là ấn Phật pháp, đây phát ra mạnh mẽ, đầy báu không biến đổi, và cái trí mau thành muốn hỏi công đức Phật, ham pháp không chán nhàm, tan các lửa phiền não, trí phương tiện sẽ thành, tư duy về địa giới, tuệ giới sẽ vào trong, vào với định huệ giới, phong giới không trú xứ, không giới chẳng mê hoặc, trong giới trí hiện lên, khiến vào với pháp giới, chán lìa khỏi các hành, khiến tan các ái nhiễm, lánh xa các biện hữu, trừ diệt các hoạn nạn, khiến xả bỏ các pháp, tự phân biệt biết rõ, hạnh khác cũng biết rành, muốn nói không cùng tận, trong phương tiện sạch trong, chỗ ra sẽ thuận biết. Ngã kiến nên lìa bỏ, cũng xa lìa ngã sở, nhiễm trước phải trừ tan, kiêu mạn nên điều phục, như chó đi vị ăn, không tham trong bố thí, đã ăn nên cho tàn, đọc lại, đã ăn nên no tràn, ăn rồi biết ăn vui, tại ấm không thiếu được, nước lớn phải qua nhanh, các luận chẳng thể phá, ngay thẳng không vinh duyên, xa lìa khỏi thủy miên, thân cận người nói pháp, trào hí vượt qua liền, cũng nên diệt nghi hoặc, và các dục khiến tan, cũng lìa xa lười nhác, chỗ ngã chẳng chấp giữ, vô ngã khiến hiển bày, chẳng trụ chấp nơi mạng, cũng chẳng nên giữ pháp, chẳng đấu tranh trong pháp, nói nghĩa hợp bình đẳng, dùng tâm khéo suy nghĩ, các hành không thật có, phải gần gũi người trí, các nơi không khiếp nhược, trong đó phải tín hiểu, trong chúng chớ kinh sợ, nó không đứt người khác, chớ tự đề cao mình, chỗ hành sớ biến trí. Luôn luôn cần thực hành, không chấp trước trú xứ, như chim bay mất tâm, chớ làm vì lợi dưỡng. Cũng chẳng chấp thân mình, tâm cũng chẳng chạm kém, khéo biết chỗ kinh hành, phải thuận theo tu niệm. Chớ nghĩ, chớ nhớ mong, cũng sẽ cầu giải thoát, luôn ở chỗ lặng yên, thường tu niệm phạm hành, với định sẽ được nhanh, từ ở lòng bình đẳng, bi là bao gồm khắp, dùng hỷ làm pháp lạc. Chỗ sẽ phải bỏ luôn, dùng giới thương người khác, gia đình sẽ hiểu pháp do trí làm nên làm. Về sau không hối hận, phát ra trí vô tận, cũng nên lời khéo léo, nói ngã vào ngữ ngôn. Chỗ nói không cầu lợi, không ưa lời tạp nhiễm, là trụ không mệt thiếu, chẳng bỏ, chẳng lấy thêm. Các pháp là Bồ Tát,
chớ hủy hoại các pháp. Như vậy nói minh hiển, chẳng lừa dối chúng sinh, phải quy y Tam Bảo, bao gồm hết chánh pháp. Tạo nguyện phải bền chắc, với tiểu thừa không ham, ngày đêm nên siêng năng, việc cầu các pháp nên, biến trí từ đó lại, để kho tàng chư Phật, tam ma địa như biển. Này Hỷ Vương, bấy giờ Đức Bảo qua uy Luân Vương Như Lai, phi đồng tự Pháp Thượng, dùng kệ tụng và nói rộng đại tam muội chư pháp hạnh quyết định quan sát tuyết này. Khi Đức Như Lai nói tam ma địa này, vua Bảo Nguyệt và các con quyến thuộc đạt được sự thông không thoái chuyển, nơi đạo vô thượng chánh giác. Một ngày chúng sinh phát tâm vô thượng chánh giác, học địa của vô lượng chúng sinh tăng trưởng. Này Hỷ Vương, ý ông thế nào về tội đó? Đồng tự Pháp Thượng là ai khác ư? Ông chớ có thấy khác như vậy. Vì sao? Này Thiện Gia Tử, vì vào tội ấy ông tên là đồng tử Pháp Thượng đó. Này Thiện Gia Tử, tội đó vua tên là Bảo Nguyệt, thì nay là Đại Bồ Tát Từ Thị đó. Còn các con của vua đó, tức là chúng Đại Bồ Tát, ngồi trong hội này đó. Này Hỷ Vương, bây giờ là Bồ Tát Pháp Thượng cùng với cha, mẹ, tôn trưởng và bạn bè tri thức, đầy đủ 36.000 ức chúng sinh cùng ở trong giáo pháp của Đức Như Lai Thế Tôn Bảo Quang Uy Luân Vương mà bỏ nhà xuất gia. Này Hỷ Vương, họ yêu thích giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, làm tỳ kheo đi, ưu ba bà ca, ưu ba tư ca rất nhiều. Bây giờ Đức Thế Tôn đã nói cho họ biết ý nghĩa này rồi, là muốn hiện minh thêm nữa, nên liền nói kệ. Ta nhớ thuở xưa nhiều ức kiếp, có đấng tối thắng hiệu Bảo Quang, Phật có tăng chúng cũng nhiều lắm, và các Bồ Tát lậu tận sông. Cõi Phật đó thanh tịnh đáng ưa, trang nghiêm tự nhiên cũng như cung trời, trang hoàng vườn xóm làng thành ấp, bằng hoa trải bằng như bàn tay. Trong đó có vua tên Bảo Nguyệt, vua tự tại với hàng ngàn châu, là bậc trí phước tuệ đầy đủ, nhiều thần túc vô biên kho tàng. Vua ở vườn trường vui dạo chơi, hoàng hậu mang thai sinh đồng tử tên là Pháp Thượng đáng chiêm ngưỡng, tướng tốt rực sáng, rực sắc vàng thù thắng. Vừa sinh liền nói lời vi diệu, nói về Pháp Phật mà ngợi khen, nói tại gia ác đất tịch tỉnh, các tội lỗi dục cũng nói lên, hóa độ mẹ cha và thân thuộc, trí giả nghĩ khiến tinh thanh tịnh. Nhà vua đó rất độ vui mừng, hướng về bên tối thắng đại tiên. Đồng tử chẳng lại vào trong cung, liền cùng cha mình ở trong vườn, cùng với thân thuộc và đại chúng 36 ức bên Thế Tôn. Vua đại tượng đó đã đi đến, thấy Phật Bảo Vương Pháp Vương rồi, lòng thêm hớn hở, thêm kính yêu, là dưới chân rồi ngồi một bên. Pháp Thượng cũng lễ chân tối thắng, rồi chắp tay mà hầu Thế Tôn, đã kính trọng Phật đó như vậy. Và đồng tử ca tụng bằng kệ khen, vô tối thắng ông đều ông nhiều khen ngợi. Pháp thể thật đức thầy dẫn đường, vua và các con cùng đồ chúng duyên theo bồ đề mà phát tâm. Pháp Thượng thứ hỏi với Đức Phật nói định này, tịch tỉnh lấy trần, mạnh mẽ trụ tại ma địa ấy, cho đắc bồ đề ma phục hàng. Đấng lượng tốt tôn nhận lời thỉnh, biết tâm đầm tự tinh thanh tịnh, liền bị ông nói định khó thấy, và dùng kệ khen uy đức lớn. Phật đó nói tại ma địa này, chư Phật bồ đề địa trần cấu, vua và các con cùng thần dân liền trụ Phật trí chẳng thoái chuyển, phần nhiều đều trụ học vô học, đã nghe định tịch tỉnh như vậy, là còn nhiều ức chúng sinh khác duyên với bồ đề mà phát tâm. Vua và các con cùng đồ chúng đều khiến lìa nhàm phước ngũ dục. Lúc đó đồng tử là đứng đầu ở đây bỏ nhà liền xuất gia, rất độ yêu thích lời thầy dạy, khắp nơi đầy người và chư thiên, đồ chúng thiện thể đó nhiều lắm, ở trong chẳng chỉ biết số lượng. Hệ vương, ông ở thuở xưa đó chính tên là đồng tử Pháp Thượng, người ở trong đó làm phổ vương, nên là Bồ Tát Từ Thị đó. Các vương tử con vua lúc đó, tức là các chúng hội ngồi đây, chúng sinh tại cõi tương tục này biết rồi khiến tu hành thanh tịnh, vậy nên đã nghe định tịch tịnh, nên phải giữ lấy luôn tin tưởng. Tìm về người nói không lận tiếc, sẽ có Phật trí chẳng khó khăn, số lượng phước đó chẳng dễ được, thời gian nói nhiều kiếp không lường. Nếu gìn giữ định thắng thượng này, vì chúng dạng nói chớ buông lung. Bây giờ Đại Bồ Tát Hỷ Vương bạch Đức Phật,
Hy hữu thầy Bà Thế Tôn, tam ma địa này tạo ra nhiều lợi ích mới có thể cho các Bồ Tát, các công đức Pháp, khiến cho các vị ấy chuyển sinh. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát được tam ma địa này thì nên phải thân cận, nên phải tu niệm, nên phải làm nhiều những pháp gì? Nên chẳng thân cận, nên chẳng tu niệm, nên chẳng làm nhiều những pháp nào? Rất hay. Bạch Thế Tôn, có những pháp nào? Không có những pháp nào. Bạch Thế Tôn, sư nguyện vì con giảng nói. Thưa Đấng Tu Ca Đa, sư nguyện vì con phân biệt Bồ Tát pháp nào có, pháp nào không. Đức Phật nói, này Hỷ Vương, Bồ Tát đối với lưu chuyển không có mỏi mệt, Bồ Tát đối với chúng sinh không có sai biệt, Bồ Tát đối với của cải không có giữ lấy, Bồ Tát đối với thí luôn luôn bình đẳng, Bồ Tát đối với sự học thường kính trọng, trì giới không có chỗ sinh, tâm không phiền não, không khiếp nhược, không hiểu theo tà, không chẳng suy nghĩ mà có chứng đắc, Bồ Tát đối với chúng sinh không có giết hại, đối với của cải người không có trộm cắp, đối với vợ người không có tham ái, không nói nghiệp ác, không lời phá hoại, không có ác khẩu, không có nói thêu dệt, chẳng tham của người khác, không theo sân hận, không có rừng kiến chấp, không vượt qua ưa thích bồ đề, chẳng hủy bán pháp, chẳng khinh thường tăng. Đối với những bậc đáng tôn, không ai chẳng kính trọng. Đối với cửa giải thoát, không có kinh sợ. Đối với việc làm người khác, không có mệt mỏi, chẳng tự ngợi khen, chẳng chê bai kẻ khác. Trong hành động lưu chuyển không có tùy thuận, trong hành động phi lưu chuyển không gì chẳng thuận theo. Đã phát lời thề thì nhất định chẳng thay đổi, đối với việc đã làm nhất định chẳng hủy bỏ. Việc làm của người khác thì biết ơn, việc làm của mình thì không mong cầu. Đối với người không thế lực không có khinh khi, đối với người chưa học không có khinh chê. Chẳng lưu luyến vợ con, không có yêu ghét, đối với giáo sư không có bí mật riêng, trong pháp làm thầy không có giấu giếm, đối với các pháp không có tư tưởng phá hại, đối với pháp thí không có mệt mỏi, đối với cầu pháp không có lười chán, chẳng do lợi ràng buộc mà có điều giảng nói, chẳng do bố thí mà làm bạn bè, chẳng vua nịnh không có hai lưỡi, chẳng vì huyễn hoặc mà gần gũi phụng sự, chẳng ghét đối với pháp, không ngã ngã sở, chẳng luyến tiếc đối với thân, chẳng ưa thích đối với mạng, không có ngã kiến, không có tạo oán, đối với thật chẳng thật, không có hủy bán, đối với pháp không sân mới giác ngộ, chẳng phải thích trẻ nhỏ, chẳng phụ bạn bè, đối với chỗ gần gũi cận kề không có dối lừa, đối với thật và chẳng thật, chẳng phạm nâng lên thả xuống, chẳng làm lừa dối, chẳng điều khiển phi thời, đối với chúng sinh khác không có tư tưởng cạnh tranh, đối với mọi việc không có giải đãi, chẳng tổn đến nhẫn, chẳng đáp lại lời ác, chẳng ràng buộc với oán, chẳng khinh thấp hèn, theo tiếng nói đùa không có hâm mộ, đối với siêng năng chẳng xả, đối với ăn uống không được chẳng phân chia. Khi bố thí chẳng dùng vật xấu, đối với phụ nữ không có hạnh quấy, đối với trượng phu không có nhiễm ô, chẳng tính chẳng bỏ, học giới chẳng thông thả, không gì chẳng hổ thẹn, không gì chẳng xấu hổ, không có thiếu phước, không có thiếu nghe. Thí rồi chẳng hối, với trí chẳng lầm lẫn, đối với tam bảo không gì chẳng kính trọng, đối với thế đế chẳng gì chẳng là bền chắc, đối với thắng nghĩa không có nhiễm trước, không có rừng kiến chấp, không chấp ngã, chẳng quên chánh niệm, đối với chánh đoạn không có làm khác, đối với thường túc không có vị say, đối với căn chẳng mềm, lực chẳng yếu, đối với giác phần không có chẳng biết, đối với đạo không điên đảo, đối với tam ma địa không có tướng chấp trước, trong samatha không có trụ chắc chắn, đối với tỳ bát xá na không có phân biệt, giới minh giải thoát không điên chứng đắc, đối với các đế không có chướng ngại, qua bờ kia không chẳng phát khởi, trong các tụ chẳng đắm trước, trong giới chẳng nương nhờ, chẳng phải thời chẳng được, đối với thanh văn không có thấy chứng, đối với các bồ tát là giáo sư, đối với các nhập không có ý niệm, ở các cảnh giới không có nương tựa, chẳng do tự nghiệp mà sinh đường ác, ở trong thai không có khổ não, đối với lưu chuyển không có hỷ lạc, đối với lưu chuyển không có tưởng khổ,
Đối với những chùa sinh ra không có kinh sợ, đối với các chúng sinh là ruộng, không thiếu hạt giống, ở chỗ gieo trồng chẳng hề mong cầu, ở các ruộng phước, người nhận không có trống khuyết, đối với bố thí chẳng ràng buộc hạn lượng, trì giới chẳng ràng buộc hạn lượng, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cũng chẳng ràng buộc hạn lượng, lưu chuyển cũng chẳng ràng buộc hạn lượng, từ chẳng kia chia cắt, đại bi không thiên lệch, không có kiêu mạn về nhà, không kiêu mạn về của cải, không kiêu mạn về sắc, không kiêu mạn về tự tài, không kiêu mạn về quyến thuộc, không kiêu mạn về đa văn, không kiêu mạn về trì giới, không kiêu mạn về ở nơi thanh vắng, không có kiêu mạn công đức ít muốn đầu đà, không có mạn mạn, không có sân si, không có tùy miên ái, trong điên đảo không cho là thật, đối với tịnh và bất tịnh chẳng cho là hai, chẳng ham sinh lên cõi trời, chẳng ưa thích dục, chẳng phải người đồng nghiệp nhất định, chẳng thân cận, luôn siêng năng, chẳng giữ gìn biện luận của thế gian, đối với ngoại đạo luôn thương xót, đối với sự vật không có tư tưởng ràng buộc, đối với tự thân ấy chẳng muốn cầu vui, không có yêu giả trá, chẳng nương cậy ma. Nay hỷ vương, các đại bồ tát đã phát lời thề, thì nhất định chẳng dời đổi cho đến đạo tràng bồ đề rốt cùng. Này hỷ vương, các vị đại bồ tát, những vị này đều không, việc khác của mình chẳng được làm thì cho nên làm, có những pháp nào nên làm thì làm. Này hỷ vương, các bồ tát chẳng nên hủy bán, bồ tát chẳng hủy bán người khác thì tự được an định, đối với các việc làm chẳng động chẳng trì hoãn, phải gánh vác gánh nặng, đối với việc xấu ác thì chẳng làm theo, đối với việc thiện phải làm lợi ích, đối với phần ít hạnh phải làm vượt qua, vô lượng hạnh cũng phải nhập vào, đối với việc thấm nhuần yêu thương phải làm xa lìa, đối với pháp lượng sẽ chẳng xa lìa, đối với khổ sinh tử sẽ được giải thoát, đối với cuộc sống nên suy nghĩ, đã sinh ra thì sẽ chẳng giải thoát, trong nghiệp bất thiện phải chẳng chấp giữ, đối với các căn phải làm hộ trì, đối với phiền não bố thí Bồ Tát phải bỏng sẻn, đối với pháp thí Bồ Tát phải chẳng bỏng sẻn, chẳng tu học theo ngoại đạo, các chỗ Phật cho học phải khéo tu học, chẳng bình đẳng thái nhẫn phải chẳng làm nhẫn, đối với chánh kiến nhẫn phải đầy đủ nhẫn, tạo nghiệp ác phải biết nhát, làm nghiệp thiện phải tinh tấn, phi tưởng phi phi tưởng sinh thì phải quên nhớ nghĩ, đối với năm thông tự tại phải có mùi vị định, đối với chú thuật đáng sợ đạo dùng độc khiến thầy chết đứng dậy phải làm vô trí, đối với trí xuất thế phải làm trí tuệ, phải như phần trăng đối với các chúng sinh lòng bình đẳng, pháp lành tăng trưởng, phải như mặt trời xa lìa tối đen tạo ra trí sáng rõ, phải như đất xa lìa cả hai đối với các chúng sinh lòng bình đẳng, phải như nước không quét sạch chẳng sạch và các cặn, phải như lửa thiêu cháy các phiền não, phải như gió đối với các pháp không chấp trước, phải như hư không trí không bờ bến, phải như biển cầu thiền căn không chán đủ, phải như núi Mê Lu các luận sư khác chẳng thể hàng phục, phải như hoa sen tam pháp thế gian chẳng nhiễm trước, phải như cây cối không phân biệt, phải như chủng tánh pháp vô tận các phiền não chẳng thể dày xéo, đối với hành chúng sinh phải hướng đến chẳng chấp trước vào các cõi, phải hướng vào trong niết bàn, nên làm ruộng thiện trừ khử gai nhọn ác sân hận, phải khéo chọn lựa niềm tin làm hạnh ban đầu, phải được quả lớn là Bồ Đề, phải được lợi lớn ở trong Phật pháp, phải được không chướng ngại đối với trí giải thoát tam ma địa tam ma bậc đế, và được hoan hỷ bằng pháp hỷ, phải được đạt qua ở trong bùn khổ sinh tử, phải rơi vào tương ứng phương tiện khéo léo, phải làm nghiệp thiện thoát khỏi chẳng tương ứng, phải quan sát thiện nhẫn đối với chứng đắc, phải ái ngữ bằng tịnh tính bên trong, phải tạo bạn bè bền chặt cho đến niết bàn, bạn bè tối thắng vậy phải thuần hậu không huyễn hoặc, phải chất trực không vô định quanh co, phải nhu duyên giờ ở chung phải đáng ưa, tuân nhuận bên trong phải đến các nơi tùy thuận di chuyển, và thấm nhuần bằng đại bi phải khát ngưỡng đối với đạo tràng bồ đề, phải tạo sự chẳng thèm khát ở trong các dục để khiến no đủ đối với các thanh văn, phải tạo sự giáo hóa đối với các duyên giác, phải tạo nhớ nghĩ đối với các căn lành, phải tạo sự giác ngộ ở trong bất thiện, phải hộ trì đối với chánh pháp, và tạo sự chẳng đoạn dứt
đối với chủng tử Tam Bảo và tạo sự lực cho đối với các pháp thiện. Này Hỷ Vương, các đại Bồ Tát phải diệt trừ sạch các nghiệp ác. Này Hỷ Vương, ta lược nói pháp bất thiện mà các Bồ Tát không có vậy. Các hạnh, các thiện pháp đã ứng hợp nên ta có nói có vậy. Như thế các ông phải học. Ta nói lời dạy bảo như vậy. Khi Đức Phật nói kinh này, Bồ Tát Hỷ Vương vui mừng và những đại Bồ Tát từ các phương khác đến tập hợp cùng các đại chúng trời người Atula càng thất bại. Nghe lời Đức Phật nói, không ai chẳng tùy hỷ, rất đổi vui mừng, chẳng thể tự kiềm chế, siêng năng cúng dường. Đối với những lời Đức Phật nói, họ đều rất vui mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.